Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu một nhà hàng vô cùng nổi tiếng về các món hải sản tươi sống. Nhà hàng hải sản Ngọc Sương. Đây cũng chính là thương hiệu đã đi cùng mình từ hồi còn bé tí ti cơ. Chi nhánh của Ngọc Sương ở thành phố cũng khá khá, nhưng mình hay đi nhất là số 6 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Đến đây có một món mà nhất định phải dùng thử, đó chính là gỏi cá Ngọc Sương. Đây cũng chính là món làm lên thương hiệu đó. Gỏi cá mai tươi, ngon, cuốn rau sống và mâm kèm bánh tráng dẻo. Mọi thứ lại càng thêm tuyệt vời khi mâm cùng tương đậu đặc chế. Bạn biết không, 30 mấy năm mâm gỏi cá, thứ duy nhất mommy và mình không thể phục chế được chính là món tương này. Món thứ hai bạn nhất định phải mâm thử đó chính là chả giò hải sản. Nhắm mắt lại và cảm nhận lớp vỏ chả giò mỏng, giòn, ăn ngay trong miệng. Giây phút bạn cắn vào, sốt mayonnaise toạt ra, hòa quyện cùng phần nhân hải sản không thể chất lượng hơn. Cực phẩm chính là đây. Khoan, để uống miếng nước đã. Tiếp theo phải kể đến là món mực chiên giòn. Mực chiên ở đây được bọc một lớp vỏ mỏng dính và giòn rụm mà. Cắn một cái là có thể cảm nhận được sự tươi ngon của mực. Mâm cùng tương ớt sâu yummy. Hào sống và nướng mâm ở đây rất là tươi ngon nha. Do mãi lo ăn mình miss là mấy sót, các bạn thông cảm. Bình thường đến đây hay gọi cơm chiên cá mặn. Hôm nay mâm thử miếng xào cua cũng rất là yummy. Các bạn xem phần ăn bao chất lượng luôn. Phát hiện ở đây dùng sợi miếng nhỏ, miếng xào sợi tơi nè, thấm trọn phần nước sốt. 5 món, 8 phần, thêm nước này nọ lọ chai. Tiêu hơn 2 triệu rưỡi một chút, bình quân đầu người 500k nha. Review hôm nay cũng tới đây à. Cảm ơn và hẹn gặp lại.